Các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Trời ơi, chóng mặt quá đi các bạn ơi. Mình là Slenderman đây. Ngày hôm nay mình sẽ tiết lộ một bí mật của thằng Núp cho tất cả các bạn biết. Thì các bạn có biết không, thằng Núp là một đứa rất là hiền lành và rất là khờ đúng không? Và nó rất là dễ thương luôn. Nhưng các bạn cũng biết rằng á, thằng Núp đã từng có một cái suy nghĩ rất là ghê luôn. Đó là nó muốn trở thành người mạnh nhất ở trong thế giới Minecraft này. Mà các bạn biết cái suy nghĩ này á là của ai không? Là suy nghĩ này là của thằng Pro đó các bạn. Thằng Pro luôn luôn muốn là trở thành người mạnh nhất ở trong thế giới Minecraft này. Nhưng luôn luôn mình là người cản nó lại. Còn bây giờ thằng Núp nó cũng suy nghĩ như vậy luôn các bạn ơi. Và nó đã làm một cái chuyện rất là không đúng luôn, mà mình đâu có phát hiện ra được đâu các bạn, mình đâu có biết đâu. Rồi, ngày hôm nay mình sẽ tiết lộ bí mật đó cho các bạn biết, là làm sao để thằng Núp có thể trở thành người mạnh nhất ở trong cái thế giới Minecraft này mà không nhờ tới mình. Đó, đây là bí mật. Các bạn đừng có kể cho thằng Núp nghe, là mình kể cho các bạn nghe nha. Rồi, bắt đầu vào video luôn các bạn ơi. Let's go. Lan đi đâu mà lâu lắm rồi không thấy quay lại ngôi làng này. Chẳng lẽ nào anh Lan bỏ Núp luôn rồi hay sao? Buồn quá à. Không có anh Lan ở đây, tối nào zombie cũng tới ngôi làng bắt những người dân làng đi. Có cái anh Iron Golem bạn của anh Slan, nhưng mà Iron Golem không có hạ thể nào bảo vệ hết tất cả người trong làng được. Tại vì người trong làng đông quá mà chỉ có một mình anh Iron Golem thôi, thì làm sao bảo vệ hết cho được. Anh Len ơi, anh đâu rồi, quay trở về ngôi làng của mình đi anh, để bảo vệ cho mọi người. Một mình em cũng không làm được gì, tại vì em là Núp mà, em có biết làm cái gì đâu. Hay là bây giờ Núp sẽ trở thành anh Len, thay thế anh Len, giúp cho những người trong làng, bảo vệ những người trong làng, được không ta? Nhưng mà Núp khờ lắm, Núp đâu có biết làm gì đâu. À, không có đâu, bây giờ Núp đỡ khờ hơn ngày xưa rồi. Ngày xưa là Núp không biết làm gì hết, nhưng nhờ anh Len đã tập luyện cho Núp, cho nên là bây giờ Núp cũng đã biết được một vài dụng cụ để có thể sống ở trong cái thế giới này. À, vậy hay là bây giờ Núp sẽ thay thế anh Len bảo vệ ngôi làng bằng cách Núp sẽ đi sinh tồn và tập luyện để cho có một cơ thể khỏe mạnh giống như anh Len, để bảo vệ cho những người dân làng. Được đó, bây giờ Núp sẽ đi gọi là bảo vệ, à không, bây giờ là Núp sẽ đi chặt cây sinh tồn giống như là anh Slan gì đó. Rồi sau đó một ngày nào đó Núp sẽ trở thành người mạnh nhất ở trong cái thế giới Minecraft này thì sao? Được đó, bây giờ Núp sẽ đi chặt cái cây nè. Bây giờ Núp sẽ chặt cái cây ở đây. Rồi Núp sẽ chặt cái cây. Rồi sau đó Núp làm gì ta? À đúng rồi, anh Len có dạy là phải chặt cây trước, tại vì cây rất là quan trọng. Sau đó rồi lấy cái gỗ đó đổi ra làm bàn chế tạo. Núp biết rồi, Núp sẽ làm theo cách của anh Len. Anh Len chỉ là được rồi. Bây giờ Núp sẽ chặt cây, chặt cây nhiều nhiều một tí. Rồi sau đó Núp sẽ trồng lại những cái cây, cái mầm cây để cho cây mọc ra thêm, chứ không thể nào mà phá cây như vậy được. Phá rồi phải trồng lại chứ không thể nào mà phá hết. Bây giờ Núp làm gì tiếp theo đây? Hay là Núp lại tiếp tục lấy thêm cây đi? Được rồi, Núp lấy thêm gỗ chứ. Lấy thêm gỗ. Nhưng mà anh Len đi đâu mà lâu quá rồi, Núp ở nhà đợi anh Len hoài mà không thấy anh Len ở đâu hết á. Ước gì bây giờ anh Len ở đây để bảo vệ cho Núp, nhưng mà không có anh Len ở đây. Được rồi, bây giờ á Núp sẽ bắt đầu làm công việc, đó là đổi ra những cái này, đổi gỗ ra. Bây giờ anh Len chỉ là Núp sẽ đổi ra như vậy nè. À, có bàn chế tạo kế bên nè, Núp nhớ cái này nè. Rồi Núp sẽ đổi ra bàn chế tạo. Sau đó Núp sẽ làm theo anh Len, đó là Núp sẽ đặt cái này ra. Rồi bây giờ Núp làm gì nữa ta, quên mất tiêu rồi. Làm đặt cái này ra, rồi sau đó Núp sẽ mở cái này lên. Rồi sau đó Núp sẽ làm một cái cây. Đúng rồi, Núp sẽ làm cái cây gậy này. Anh Len có chỉ Núp làm cái này. Rồi bây giờ Núp làm cây gậy. Núp thấy có một cái kiếm nè, Núp làm một cái kiếm. Rồi Núp sẽ làm thêm một cái cây rìu nữa, cây rìu. Rồi có cây rìu rồi, bây giờ là Núp sẽ bắt đầu lấy cái rìu này để chặt cái bàn chế tạo ra. Yeah, vậy là Núp đã có thể làm việc được rồi. Bây giờ nếu mà giúp Núp đã có cây kiếm này thì Núp có thể bảo vệ ngôi làng vào buổi tối rồi. Núp không sợ zombie nữa đâu, nhìn Núp biểu diễn đây. Cha 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 cha, thấy Núp ghê chưa? Bây giờ Núp sẽ đợi đến tối, sau
sau đó Núp sẽ đánh nhau với zombie, sau đó để bảo vệ cho những người trong làng. Những người trong làng đều tập hợp ở nhà Núp rồi. Mọi người yên tâm đi, Núp sẽ cố gắng bảo vệ những người trong làng mà. Mọi người cứ đứng ở đây đợi Núp, đừng lo nha. Chàng làng ơi, đợi Núp nha, cứ yên tâm ở trong nhà. Núp sẽ ra ngoài chiến đấu với bọn zombie. Đừng có lo, bọn zombie không dám làm gì đâu, tại vì Núp đã có thanh kiếm này rồi. Zombie kia, đánh zombie. Đó, thấy chưa, Núp đánh được zombie rồi. Yeah, Núp tiêu diệt được một con zombie rồi. Bây giờ Núp phải tìm ai đây rồi. Tại sao lại đánh chàng làng của Núp? Tại sao zombie kia? Tại sao? Sao zombie mạnh dữ vậy? Núp đã có thanh kiếm như thế này rồi mà không làm gì. Zombie vô nhà kìa, bảo vệ những người trong làng, bảo vệ những người trong làng. Zombie. Trời ơi, sao đánh zombie mà không suy nghĩ gì hết? Sao mà Núp tệ quá, Núp không làm gì được cho ngôi làng này hết. Chỉ có anh Len là người mạnh mẽ mới có thể bảo vệ cho ngôi làng này được thôi. Núp muốn trở thành một người mạnh mẽ, một người mạnh nhất ở trong thế giới Minecraft này, giống như là anh Len, giống như là Bro. Núp buồn quá, Núp không dám quay trở về làng nữa. Núp không dám nhìn mặt những người trong làng. Những người trong làng sẽ nghĩ Núp là một đứa yếu đuối, không làm gì được cho những người trong làng hết. Núp ước gì Núp có một sức mạnh khủng khiếp để có thể hạ quỷ diệt hết những cái con quái vật ở trên thế giới này. Và Núp muốn trở thành người mạnh nhất trên thế giới này. Không ai mạnh bằng Núp cả, kể cả anh Len hay là Bro cũng vậy. Không ai mạnh bằng Núp hết. Ước gì Núp được mạnh mẽ. Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Ủa, có ai nói chuyện với Núp thì phải. Cái gì vậy? Ai đang nói chuyện với Núp vậy? Có ai vậy? Ai đang nói chuyện với Núp? Để Núp coi xung quanh coi. Ủa, Núp đâu có thấy ai đâu. Hình như là có ai đó đang nói chuyện với Núp thì phải. Tại ai? Ngươi là ai? Tại sao lại biết là Núp đang muốn có sở hữu sức mạnh mạnh nhất trong thế giới này? Ngươi là ai? Ra mặt đi, ngươi là ai? Tỉnh đi cậu bé à, đừng có la hét nữa. Ta và cậu không thể nào mà thấy được nhau đâu, chỉ thấy được âm thanh của cậu và ta nói với nhau thôi. Bây giờ ta hỏi cậu lại một lần nữa, có phải cậu là cái người đang muốn sở hữu sức mạnh mạnh nhất ở trong cái thế giới Minecraft này không? Hãy trả lời cho ta quý. Đúng rồi đó, bây giờ Núp đang muốn trở nên mạnh mẽ hơn cả anh Lenderman và cả tên Bro luôn. Nhưng mà tại sao Núp và ngươi không thể nào mà thấy được nhau, nhưng chỉ nghe được tiếng của nhau? Ngươi đang ở đâu? Ngươi định hại Núp đúng không? Thôi được rồi, nếu như cậu đã muốn sở hữu sức mạnh đến như vậy thì bây giờ cậu hãy về nhà và đưa hết tất cả số kim cương mà cậu có cho ta, rồi sau đó ta sẽ đưa cho cậu một thứ sẽ giúp cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn, và tất nhiên là sẽ mạnh nhất ở trong thế giới Minecraft này rồi. Hãy mau làm đi, ta không còn nhiều thời gian ở đây đâu. Rồi, xin đừng có đi, đợi Núp một tí, Núp sẽ về nhà tìm kim cương cho ngươi. Đợi Núp một tí, đừng có đi. Bây giờ Núp sẽ phải về nhà để tìm kim cương đưa cho người bí ẩn. Người đó sẽ giúp cho Núp mạnh hơn. Núp chỉ cần mạnh hơn thôi, Núp không cần biết gì hết. Ở nhà của Núp hình như có kim cương của anh Lenderman. Được rồi, Núp sẽ lấy kim cương của anh Lenderman để đưa cho người bí ẩn, rồi sau đó Núp sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Được rồi, Núp sẽ về nhà. Đây rồi, đây là gương rồi, mở cái gương ra. Đấy, thấy chưa, Núp đã nói rồi, có rất là nhiều kim cương ở đây. Núp sẽ lấy kim cương ra, bây giờ Núp sẽ đưa cho người bí ẩn. Nhưng mà người bí ẩn ở đâu? Mình Núp đâu có thấy được đâu. Được rồi, bây giờ Núp sẽ chạy lại đó, rồi Núp sẽ tiếp tục nói chuyện với người bí ẩn để xem coi người bí ẩn kêu Núp đưa kim cương bằng cách nào. Tại vì bây giờ Núp và người đó không có gặp được nhau thì làm sao mà đưa đồ được để Núp lại đặng. Nhưng mà hồi nãy Núp ứng ở đây, rồi Núp nói chuyện là có người nghe. Người bí ẩn ơi, người bí ẩn, người có ở đây không? Núp có kim cương rồi nè, nhưng mà bây giờ làm sao để Núp có thể đưa kim cương cho người bí ẩn đây? Người bí ẩn ơi. Thằng
rồi, bây giờ Núp có kim cương rồi, Núp sẽ quăng kim cương ra. Quăng đại đi chứ Núp cũng không biết là người bí ẩn ở đâu nữa. Núp sẽ quăng ra hết luôn. Đây là số kim cương mà Núp có. Núp sẽ quăng ra hết luôn. Rất là nhiều kim cương luôn. Cực kỳ là nhiều. Lần đầu tiên mà Núp thấy nhiều kim cương đó như vậy. Quăng ra đây. Bây giờ Núp quăng ra đây. Bây giờ người bí ẩn ơi, hãy đưa cho Núp cái món đồ để có thể Núp có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Người bí ẩn ơi. Cương ra đây nè. Người bí ẩn ơi. Hả? Sao Núp quăng kim cương ra rồi? Nhưng mà kim cương vẫn chưa biến mất. Chẳng lẽ nào người bí ẩn đi rồi sao? Người bí ẩn ơi, lấy kim cương rồi đưa cho Núp đồ đi người bí ẩn. Người bí ẩn đâu mất rồi? Kim cương của Núp cũng mất hết rồi. Chẳng lẽ nào người bí ẩn lấy của Núp nhưng mà lại không đưa cho Núp đồ? Làm sao? Trời mưa rồi, người bí ẩn ơi, ở đâu? Ơi đằng kia có gì kìa? Cùng với cùng. Ê, đằng kia có gì kìa? Để Núp lại Núp coi coi. Hay là cái này là đồ của người bí ẩn đưa cho Núp? Để Núp coi coi. Cái này là cái gì? Lần đầu tiên Núp thấy luôn. Núp không hiểu được. Thôi vậy nếu Núp về nhà coi coi như thế nào, Núp cũng không biết đó là gì nữa. Về nhà thôi. Về nhà, trời mưa rồi, Núp về nhà ngủ đây. Núp về nhà ngủ đây, hôm nay Núp mệt quá rồi. Núp đã lấy hết kim cương của anh Lan. Không biết anh Lan có dặn Núp không? Chạy vô nhà, cẩn thận zombie. Chạy vô nhà, Núp đi ngủ đây. Núp không hiểu được là người ta đưa cho Núp cái này để làm gì á. Núp đâu có biết sử dụng đâu. Hồi nãy người ta có nói là nếu mà muốn trở nên mạnh mẽ thì hãy kích hoạt bằng cách là sử dụng cây gậy. Ý, Núp có cây gậy nè. Hay là cây gậy này sẽ giúp cho Núp trở nên mạnh mẽ. Cha. Ủa, Núp thấy cũng như vậy mà có mạnh gì đâu. Cha. Cũng như vậy mà. Hay là Núp bị lừa rồi. Chắc là không phải đâu, người ta có đưa lại đồ cho Núp mà, chứ người ta đâu có lấy kim cương của Núp rồi đỏ đây đâu. Bây giờ Núp sẽ thử, còn người ta có đưa cho Núp quả trứng để Núp thử đặt quả trứng ra coi như thế nào. Đặt quả trứng ra. Ủa, cái này là cái gì đây? Núp lần đầu tiên thấy luôn á. Cái này là cái gì vậy? Còn cái này là sao? Để Núp lại Núp thử coi như thế nào. Cái này là cái gì? Không hiểu được. Đây để Núp đặt. Có cái mặt của ai kìa? Ghê quá, có cái mặt của ai ở đây nè? Cái gì? Có ai đó đang nói chuyện với Núp, nhưng Núp không hiểu người ta đang nói cái gì hết. Tôi không hiểu. Hình như cái này là đang nói chuyện với Núp thì phải. Trời tối luôn rồi. Chẳng lẽ nào Núp gặp ma rồi sao? Bây giờ là người ta làm sao? Bây giờ Núp đúng rồi, người bí ẩn có kêu Núp là sử dụng cây gậy. Để sử dụng cây gậy kìa coi như thế nào. Bây giờ Núp sử dụng cây gậy này. Cha! Rồi, biến mất rồi. Ma chạy Núp. Chạy rồi, cứu Núp, chạy em nhà. Ma quá, mở cửa, anh nhân làng coi cho em vô. Ma, hên quá, ơi, Núp tưởng là Núp bị ma bắt rồi, hên là Núp chạy vô nhà kịp. Núp đi ngủ cho nó khỏe một giấc. Ma gì, đừng có tới đây mà ma. Giờ sao đây? Núp đi ngủ đây. Núp chắc là Núp chỉ làm mơ thôi, Núp đi ngủ đây. Thì ra chỉ là mơ thôi. Trời ơi, làm hết hồn. Cái con ma nó biến mất rồi. Ý trời sáng rồi. Núp ơi, vẫn còn kìa. Cứu Núp. Phá nhà chạy. Đi dĩ Núp kìa. Cứu Núp về. Ôi con ma kìa. Chạy. Ôi sao con ma này cứ đi đến Núp quay gây ra cho tôi đi ma ơi. Tôi sợ ma lắm. Ủa, hình như là đâu phải đâu. Hình như cái này hình như là cái bóng của Núp mà. Hình như cái này là cái bóng của Núp thì phải. Đúng rồi, cái bóng của Núp nè. Chẳng lẽ nào cái bóng của Núp là ma hả? Chẳng lẽ nào Núp là ma hả? Huy, không có đâu. Núp làm sao mà là ma được? Nhưng mà hình như là Núp đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi thì phải. Ở đây Núp có cộng thêm những cái sức mạnh gì kìa. Trời, Núp cộng quá trời sức mạnh luôn. Hả? Chẳng lẽ nào đây là sức mạnh mà người bí ẩn đã cho Núp? Chứ lúc đầu Núp đâu có cái bóng mà có con ma vậy đâu. Ý cái này là bóng của Núp. Cái này là cái bóng nhưng mà là bóng ma. Chẳng lẽ nào Núp đã từng coi một bộ phim giống giống như vậy. Đó là một người đưa kim cương cho một con ma, một người không biết gì hết. Rồi sau đó
con ma đó sẽ lấy linh hồn của người đó, rồi con ma đó sẽ trao lại cho người đó một sức mạnh. Chẳng lẽ nào Núp đã bị lấy linh hồn rồi sao? Bây giờ đây không phải là cái bóng của Núp, mà đây là cái bóng của con ma. Nhưng mà không sao, Núp chỉ cần mạnh mẽ hơn thôi, Núp không cần cái gì hết. Cha con ngựa này, cha đánh tay không luôn. Trời ơi, Núp đánh tay không mà Núp mạnh như vậy hay sao? Chẳng lẽ nào Núp chỉ cần đánh tay không thôi mà cái con ngựa nó đã nghẽo rồi. Bây giờ đến con heo này thì sao? Bé heo này, bé. Trời ơi, Núp mạnh ghê chưa? Chỉ cần hai cú đấm là bé heo đã nghẽo rồi. Ha ha ha. Vậy là bây giờ Núp đã mạnh mẽ rồi. Núp có thể sử dụng cái kiếm này đập bại cục rắc rất là nhanh luôn. Bây giờ Núp đã cực kỳ nhanh luôn rồi. Núp sẽ chặt cái cây này bằng cây rìu cực kỳ nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Trời đã tối rồi. Zombie đâu? Hãy xuất hiện đi, Núp không còn sợ đâu. Bây giờ Núp đã có sức mạnh của ác quỷ rồi. Núp sẽ trở nên mạnh mẽ và Núp sẽ mạnh hơn anh Len rất là nhiều luôn. Anh Len sẽ không làm gì được cho Núp, và tất nhiên là tên Bro sẽ không còn làm hại Núp được nữa. Đó, bây giờ Núp sẽ đổi vào cái này. Cha, Núp sẽ cầm cái kiếm này. Đâu rồi? Những cái con zombie đâu? Hãy tới đây. Đây rồi, đâu rồi? Chưa thấy con zombie nào xuất hiện hết. À, Núp đã thấy rồi. Núp phải cắm đuốc lên cái đã. Núp sẽ cắm đuốc lên cho sáng. Núp đã thấy rồi, những con zombie đây. Tới đây. Núp không hề làm gì hết, nhưng mà những con zombie đó đã tự nghẽo rồi. Chẳng lẽ nào cái bóng này cũng là một sức mạnh hay sao? Vậy là bây giờ Núp đã mạnh hơn rồi. Cái con xì ke kia. Chà, đánh nó đi bóng ma. Đánh nó đi bóng ma. Chà, wow. Núp thật là mạnh mẽ quá đi. Bây giờ không ai có thể làm gì được Núp hết. Đi tìm zombie. Zombie dám tấn công những người trong làng ư? Dám tấn công ư? Zombie dám tấn công người trong làng của Núp. Đâu rồi? Zombie, dám đứng ngay nhà của Núp hả? Dám đứng ngay nhà của Núp. Zombie chỉ cần hai cú đánh là zombie đã nghẽo rồi. Bây giờ Núp đã là vô địch. Cha. Zombie đi rồi, zombie đi. Zombie. Ripper. Con này là Ripper, nổ đi. Ripper cũng không thể nào mà nổ được Núp. Đây rồi, zombie, bóng ma của Núp. Đây chính là cái bóng ma của Núp. Đánh đi bóng ma, đánh con zombie đó cho Núp. Đánh con zombie đó bóng ma. Rồi, đánh nó đi. Đánh đi. Con zombie này không sợ bóng ma, không sợ bóng ma. Cái con phù hỷ này, bóng ma đánh nó. Đó. Bây giờ Núp đã mạnh rồi, Núp đã trở thành ma rồi. Núp mạnh mẽ rồi, Núp không còn sợ ai được nữa. Bây giờ Núp, đây rồi. Núp đã chờ ngày này rất là lâu. Những cái con xì ke này dám đánh núp hả? Thấy Núp hiền ăn hiếp Núp. Cha, Núp chạy đây. Đằng kia có con zombie đang chặn cửa nhà của Núp. Được rồi, Núp sẽ tiêu diệt con zombie này. Cha. Bây giờ Núp ăn thịt vô cái đã. Núp đang nói. Bây giờ Núp sẽ tìm anh Iron Golem, đánh nhau với anh Iron Golem để xem coi là anh Iron Golem có chịu được sức mạnh của Núp hay không. Ripper nè, đánh nhau hả Ripper? Trời đang mưa rồi nhưng mà Núp không cảm thấy lạnh, chắc là nhờ sức mạnh này đây. Bây giờ Núp sẽ không còn là như xưa nữa, Núp sẽ mạnh mẽ hơn. Cha, zombie, dám đánh Núp hả? Zombie này, được rồi, Núp sẽ nhảy cao lên. Núp nhảy cứ cực cao luôn. Đây, cho mọi người coi, Núp nhảy cao nè. Đó, Núp nhảy cao ghê chưa? Bây giờ là Núp sẽ đi tìm anh Iron Golem. Đâu rồi, anh Iron Golem không thấy mà thấy bọn zombie thôi. Bây giờ là Núp sẽ đi tiếp đây. Anh Iron Golem đâu? Ra đây đánh nhau với Núp. Núp không sợ gì đâu, anh Iron Golem. Tới đây với Núp. Đằng này có rất là nhiều zombie. Được rồi, Núp sẽ không sợ zombie đâu. Cha. Đánh nhau với Núp hả? Đánh nhau với Núp nè. Núp không sợ gì đâu. Bắn Núp đi. Núp không hề bị gì đâu. Bắn Núp đi. Cha. Đây rồi. Cha. Cái bóng này thật sự là mạnh mẽ. Nó đã giúp cho Núp trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nấp thấy anh Iron Golem đằng kia rồi. Bây giờ là anh Iron Golem đánh nhau với Nấp một lần xem nào. Chà, anh Iron Golem đánh nhau với Nấp đi, để Nấp ăn thịt vô cái đã. Anh Iron Golem đánh nhau với Nấp hay không? Đánh nhau hay không? Anh Iron Golem. Ha ha ha, anh Iron Golem không dám làm gì rồi. Anh Iron Golem đánh nhau với Nấp hay không? Đánh nhau hay không? Đánh nhau đi nào. Ha ha, anh Iron Golem không dám đánh rồi. Bây giờ đã cho đấy. Trời ơi, Nấp mạnh quá rồi. Anh Lenderman đâu, xuất hiện đi. Em sẽ đánh nhau với anh. Anh Lenderman đâu? Chà, Iron Golem, đánh Nấp đi. Iron Golem không dám đánh Nấp luôn. Bây giờ là để cho hồn ma này bắt Iron Golem đi. Chà, 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 chà. Iron Golem, Iron Golem. Bây giờ Nấp quá mạnh mẽ rồi. Nấp sẽ thống trị thế giới này. Con cừu này không là gì được đâu. Bây giờ Nấp quá là mạnh mẽ rồi. Ai sẽ ngăn cản được sức mạnh của Nấp đây? Không ai cả. Vì Nấp đã có hồn ma đi bên cạnh Nấp rồi. Ok, và đó là cái bí mật của thằng Nấp mà mình muốn cho các bạn biết. Thì thực ra các bạn biết cái tên đó là ai không? Cái tên đó chính là ác quỷ á. Thằng Nấp nó không biết các bạn à. Mình thì mình lại biết cái tên đó. Cái tên đó là các bạn biết sao mà lại tìm tới thằng Nấp không? Tại vì thằng khi mà thằng Nấp nó khóc á thì cái tên đó đang ở dưới địa ngục. Mà nghe tiếng khóc của thằng Nấp, cái tên này bắt đầu lợi dụng cơ hội tìm đến thằng Nấp. Và hắn còn biết được một điều, thằng Nấp này là một đứa rất là khờ và rất là hiền. Cho nên hắn đã lợi dụng và kêu thằng Nấp á là đưa hết những kim cương cho hắn để làm gì? Để mua cái sức mạnh mạnh nhất cái trong Minecraft này nè. Mà cái sức mạnh đó là gì? Sức mạnh đó chính là ác quỷ. Và rồi, thằng Nấp đã bị cái tên đó lấy đi cái linh hồn đó, cái bóng của nó đó các bạn. Rồi sau đó thằng Nấp nó không hề biết gì luôn. Nó cứ tưởng là cái bóng đó sẽ giúp cho nó mạnh mẽ, nhưng mà thật sự không phải các bạn Cái bóng đó là một cái con ma đó, cho nên là nó sẽ làm hại thằng Nấp. Và nhưng mà không sao đâu các bạn, mình đã gọi là tiêu diệt được cái bóng đó rồi, cho nên là các bạn yên tâm. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu các bạn thấy hay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với đó sẽ báo cáo, bấm vô báo cáo nếu các bạn là fan chân chính của mình nha. Rồi, và cảm ơn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.